Phan Quảng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay tình cờ Phan Quảng đi lô thì gặp mấy người công nhân. Người ta bắt được một con trôn rừng và người ta đã làm thịt. Đã làm sống nha. Và bây giờ người ta đang nổ đổ lửa lên này và làm bộ lông chuẩn bị nướng. Đây, là đây bộ lông của lông với chấn nha. Đấy. Người ta nướng nhiêu đấy để ăn con nướng à? Ăn con nướng hộp à? Ăn tới ngó chứ à? Ăn thêm tiết chứ, ăn con nướng hộp mấy cát. Đấy là cái bộ lông này. Bộ lông này con trôn rừng nha các bạn. Đó. Và đây là con trôn. Con trôn đang nằm ở trên đây. Cắt thêm mũi trơn tiết đó ăn đâu. Hộp con nướng hộp macaron. Xà ra cả la lít. Đó. Con trôn đang để ở phía trên cây đấy các bạn. Là chị vợ của anh Ôn nha, đang nướng này. Bộ lông với cái chân, cắt thêm mũi trơn tiết đâu. Ăn con nướng hộp mạch cắt. Mạch ăn tới ngồi cho tê tê cái hộp. À cái thơm hộp à. Đó, vậy là người ta nướng nhiều đây. Nướng nhiều đây để tí nữa thưởng thức thôi. Còn cái phần này tí nữa mang về nhà để cho mấy người ở nhà nữa chia nhau ra ăn nha các bạn. Đấy, hiếm khi mà gặp được thú rừng lắm. Lâu lâu bắt được con thú rừng thì con trôn rừng ở bên Campuchia này thì được, nhưng ở Việt Nam thì khả năng là hơi khó. Tại vì những cái con này cũng thuộc trong cái bán quản lý của rừng. Còn ở Campuchia thì những con thú rừng này đang bắt từ tự nhiên nha các bạn. Từ heo rừng cho đến trôn rừng nó vẫn còn đi bẫy để ăn được. Thậm chí có cả bò rừng nữa. Nàng ấy là trúng quả. Nàng ấy là trúng quả đúng không nè? Tao bán của miên ôn này. Bỏ ôn. Đây là của ôn nha. Của ôn là bữa ém một nã là đặt bảy được. Và nả thì đi thăm bẫy và bắt cái con đây. Tình cơ dính được cái con đây. Bây giờ cắt, mình kêu là cắt luôn một cái chân nữa rồi nướng thôi. Còn lại để nhiều đây ăn nữa. Thực tế bây giờ nướng ngủ ăn cũng không hết đâu. Hai cái đuôi sau với bộ lông nướng lên rồi. Sẵn có mấy anh em công nhân đây làm chai rượu. Cho nó có cái tình cảm. Đây là cái bộ lông này, bộ lông rồi. Ăn đâu. Bộ lông. Ăn con ban à. Vua 8 à chị. Đó, đây. Đây là cái bộ lông phía trong với cái đuôi sáu nha. Cái chân sáu. Con nả đang cắt thêm một cái chân nữa. Để tí nữa. Chín đây này các bạn. Giờ lấy để lại đấy để mình thưởng thức thôi. Xem thử. Đã muối sân, đã muối hộp sân. Muối lên sân. Đó. Bây giờ thịt rừng đã trôn rừng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình với anh Ôn với chị Kháo thưởng thức này. Cảm ơn. Cảm ơn. Đau. chị Kháo chị cũng rất là ngại lên ống kính nha các bạn. Nhưng mà lên vài lần là quen à. Nóng lắm. Này chị Kháo. Cảm ơn chị Kháo miếng. Cảm ơn. Chút khô thiệt. À, đây chén này chén mùi mùi chanh này, chanh ớt này. Nó bằng. Bằng mà húp. Chim bạc bảo thầm.
Mà nó tại việc nó mới. Tại bơ việc nó. Bơ trơn cái à. Bơ trơn. Tích bán thôi. Mà ta. Hãy điều cắm chia nha mọi người. Thử được một nắp. Mà ta mà tự gì tự ôm. Tích bán. Đạp nó nâng xanh đâu. Căn gì khác? À. Đây này, làm miếng thử miếng lòng này. Thả miếng lòng. Gán lòng này đi. Ok. Ăn lòng thơm à. Lòng 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 lòng. Lòng lòng chôn. Đây là miếng lòng chôn nha các bạn. Chú có nông đi tự ăn đi. Ô mình hiền liền bạn. Lại dự định. Nó tỉnh cái 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 hộp cái cái ngon cái ngon lắm các bạn ơi, tuyệt vời luôn, chín cả tuyệt vời luôn. Dễ gì có miếng thịt rừng này bạn. Cắn cắn cắn. Thịt xì phong, thịt mật phong. À bang ở ta ăn sạch một phần nem chi à cơ mà nó. Bang ở chi bang? Nó mới tiết. Bang. À tê. Bang yên à? Yên. Yên đi tao. Độ yên. Ô. Bóc đà tích tích nè. Ô bán á. Mấy đà chưa lớn đấy. Đà chưa bán á. Cái đuôi sáu. Đuôi phía sáu á. Thôi cứ nông nó khá màu cơ đi. Sạch mà. Này thì khác, căn. Nó ăn nả thôi nè, con có một sáu nữa. Tính chết nả. Vẫn là nó đẹp á. Vẫn là cái nó là nhà rúm. Ăn còn đường thêm đâu kia mấy sáu này này kìa các bạn. Bây giờ mình ăn tàm đấy. Hơi cũng đã chờ. Nà cũng lấy từng mốt à? Ú hả? Mình đây phong thôi. Tiết. Ăn đi. Đó. Bật cả mút đây không? Đào ngóc. Bán ăn là tí nữa là chanh tắc mốt á. Bán á. Ôi mày lép mà bán xa vào đây. Món. Tạm. Chanh tắc mốt á. Nói về chanh tắc mốt đâu. Dạ mà này mà mặt thế thân. Tụ ăn ăn này. Tụ ăn ăn này. Mặt ra nạ. Dài. Dài ngon lắm. Thank you.
tất cả tóc tóc được nhôm nhôm từ chẳng là cá nó lên khung dương á mà tần 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 à tần 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 phun nó phun mùi cái này này nè nè yo hôm nay nè chúng ta băng thì tổ sư đâu có bao lần bạn video clip ăn thịt rừng hôm nay xin kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video clip lần sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại, xin chào ông, xin chào đi, xin chào đi, xin chào, 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 bắt đầu.